Long Mai chỉ xin chào anh em, chúng ta đang đứng cạnh một trong những chiếc xe cực kỳ đẹp mới về thế giới xe Đức, chiếc GLE 53 Coupe sản xuất năm 2022 và mới đi 6.000 km, có mức giá vào khoảng hơn 5 tỷ. Hiện tại thì chiếc này là một trong những chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và rất là hiếm hoi ở trên thị trường luôn. Ngoại thất là màu đen và nội thất là cũng là màu nâu đen luôn. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu chi tiết chiếc xe GLE 53 Coupe này nhé. Nhìn tổng quan thiết kế thì đây là một chiếc xe vừa cái phong cách thiết kế cực kỳ mạnh mẽ, nó có cái thiên hướng chúng ta nhìn nhanh nhác như những chiếc X6 của BMW vậy. Đó, nhưng mà cái phiên bản này như Long đánh giá thì thiết kế quá đẹp luôn, nó nhìn như một viên đạn vậy. Đấy. Xuyên suốt từ đầu đến cuối luôn. Chúng ta có bộ mâm cực lớn ở đây, mâm 5 chấu kép cực kỳ xuất sắc. Cụm đèn full LED đi kèm với hai giải đèn LED rất là cá tính ở đây. Đó. Rất là xuất sắc luôn, đèn multi beam LED anh em nhé. Đó, ra xa một chút thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là chúng ta có một cái mặt ca lăng AMG. Đó, đi kèm với cụm logo của Mercedes cực kỳ xuất sắc. Xe chính chủ từ mới và đăng ký là cuối năm 2022 luôn. Đó. Chiếc này sử dụng động cơ i6 và động cơ turbo anh em nhé. Và hệ dẫn động là Formatic. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, cực kỳ là form dáng là cực kỳ lớn và khỏe khoắn. Chúng ta cùng nhau xem cái phần nội thất của chiếc xe này nhé. Nội thất của chiếc xe toát lên một cái vẻ rất là nam tính, rất là mạnh mẽ. Đấy, từ ngoài vào trong rất là nhiều chi tiết ốp carbon. Những chi tiết này rất là đắt giá của Mercedes. Ghế da pha nỉ rất thể thao. Hai cái cầm nắm ở trên mặt yên ngựa này cũng rất là chắc chắn luôn. Vô lăng khuyết, màn hình dài. Đó, toàn bộ những hệ điều hành cũng được AMG hóa hết. Chúng ta có một dàn loa Boommaster âm thanh vòm ở đây. Cửa sổ trời toàn cảnh. Rất đẹp luôn. Đây là không gian ở hàng ghế thứ hai. Cái dòng GLE thì nó có một cái không gian rất rộng rồi, nên là ngồi rất là thoải mái cả nhà nhé. Xe đi 6.000 km nên nội thất còn như mới luôn. Cái thiết kế phần sau là phần đáng chú ý được cả nhà này. Cái phần thiết kế phần sau nó lai giữa sedan và dòng coupe. Nó tạo nên một cái đường nét thiết kế cực kỳ sexy. Chúng ta có một cụm đèn sau dạng LED vuông. Đó. Cái này thì thiên hướng hình tam giác một chút. Nó tạo nên một cái vẻ đường vuốt cho chiếc đèn nó đẹp hơn. Logo là GLE 53 nhé. Đây, chiếc logo này thì có hai chức năng. Một là chúng ta thỏ tụt camera và thứ hai là chúng ta có thể mở cốp. Đấy. Cốp thì khoang hành lý liền với lại khoang khách luôn. Cốp rất rộng luôn, chúng ta để đồ thoải mái luôn. Đây, chúng ta có lốp sơ cua ở đằng sau luôn anh em nhé. Sử dụng khi mà chúng ta không may bị dính đinh. Nhiều chi tiết còn chưa bóc hết ni lông. Rất mới luôn. À, chúng ta nói một chút về phần ống xả. Phần ống xả của dòng GLE 53 này chúng ta được trang bị là độ luôn rồi. Cho một cái âm thanh phù hợp với lại cái khả năng tăng tốc của xe. Âm thanh rất hay luôn. Đó. Trước này ngày xưa mà chúng ta mua mới đập hộp, mà năm 2022 thì chắc chắn nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 6 tỷ. Hiện tại thì với một cái thời điểm rất hợp lý để chúng ta sở hữu trước này, hiện tại Long đang bán mức giá khoảng 5 tỷ 2. Đó, rất hợp lý và giá còn thương lượng cho anh em một chút. Ở cái phần vô lăng này cũng rất là đáng chú ý khi mà được thiết kế là phần nỉ ở đây, phần da ở trên, nó tạo một cảm giác lái cực kỳ thích thú luôn. Vô lăng AMG rất đẹp, vô lăng cực kỳ đẹp luôn. Đó, cụm đèn full LED multi beam, ghế lái, ghế phụ chỉnh điện, nhiều ghế, nhiều vị trí. Về cái hệ thống vận hành của GLE 53 thì chúng ta sẽ có một cái cảm xúc cực kỳ là phấn khích khi mà chúng ta cầm cương chiếc GLE 53 này. Khả năng tăng tốc nhanh, ổn định và cực kỳ thể thao. Anh em quan tâm đến GLE 53 thì có thể qua trực tiếp showroom của Long xem xe nhé. Anh em cần hỏi chi tiết nào trên xe thì hãy inbox phía dưới nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.